Đây là ở trên phim. Cô đi từ từ thôi. Ê, đừng. Dạo này tôi mệt, tôi không dám đi thang máy đâu. Vậy để tôi dìu cô đi thang bộ. Còn đây là ở hậu trường. Cô đi từ từ thôi, cẩn thận đó. Ê, đừng. Dạo này tôi có bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, không thể đi thang máy. Không sao đâu, tôi có thể đưa cô đi bằng thang bộ. Làm chương chương thôi, làm quá là cái lỗi lầm. Tình hình của cô sao rồi? Tôi có bị đau bụng suốt ấy. Với lại bác sĩ bảo tôi khó có khả năng sinh nở. Tôi xin chia sẻ cùng cô. Nhưng mà quan trọng bây giờ là cô phải giữ sức khỏe. Con cái đến với mình là do duyên số. Với lại bây giờ y học cũng phát triển rồi, cô hãy giữ vững tinh thần nha. Giờ tôi chả tiếc sống nữa. Cô đừng nói như vậy, mạng sống quý giá lắm, cô phải trân trọng nó chứ. Ở trong đây bác sĩ có kê cho tôi đơn thuốc, nhưng mà giờ tôi không biết mua ở đâu cả. Cô biết thì chỉ giúp tôi thôi. Để tôi đưa cô đi mua thuốc, rồi bắt taxi cho cô về nha. Cô cẩn thận một xíu nha. Cô đi từ từ thôi. Ê, đừng. Dạo này tôi mệt, tôi không dám đi thang máy đâu. Vậy để tôi dìu cô đi thang bộ. Chị Oanh ơi, chị Oanh, em bảo này. Cô đi cẩn thận nha. Chú ý bậc thang ở đây nè. Cô làm cái gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Cho con chứ. Xin lỗi. Đi, đi rồi nghỉ.